Ok, mua một hộp đậu hũ. Sao vậy con? Thế tay bị gì vậy? Thôi, đi ra tính tiền về thôi nha con. Đây. Tại thích làm mấy cái âm thanh kỳ, nghe kỳ ha con. Hay là con bị cái gì ở cổ hả? À, à. Giờ cho khoai tây uống miếng nước nè ha. Tata, this is the size is better. So that's the problem. Cái chỗ dễ lấy anh chịu lấy. Ok. Dạ, nô sơ. Mắc qua tay phải trả tiền á. Ok. Ủa, cô Thu Ngân ra rồi. Giảm giá được một đồng mấy tại ba khoai tây. Tại ba khoai tây có có voucher giảm giá ở trong cái điện thoại. Dạ. Thank you. What's that? Cái gì đây? Coupon. Wenn ich die Deutschland-App kann ich dann eingeben. Wir gewinnen dann was. Wahrscheinlich nicht, aber. Rồi. Đây chỉ mua nhiêu đây thôi. Ở nhà có tôm rồi. Hôm nay chị nấu. Yeah. Hôm nay chị nấu bún riêu tôm cho ba khoai tây. Okay, it's also someone investor. Also, he wish be. Cao. À, thế cao. One. Có được cái mã hai. Sao con? Ừ. Sau đó nhập mã vô nè. Zwei Verpunkte habe ich zumindest. Was? Beim nächsten Mal zwei Verpunkte. Nur zwei Punkte oder mal? Zweimal. Ah. Da hätten wir acht Punkte. Am Freitag gibt es aber immer vier bis sechs Fachpunkte. Deswegen okay. Vậy là lần sau mà đi siêu thị thì nó được
cái điểm mà mình tích lũy thì sẽ được nhân đôi vậy thôi à, chứ không có gì nữa. Ok. Vậy là cái này là quà là được á, là ba khoai tây cào là được á, là điểm tích lũy lần tới sẽ được nhân đôi vậy thôi chứ không có được cái thưởng gì hết. Không bỏ thôi chứ không làm gì hết. Ừ thì sẽ cào sống. Ok, coi tới đi về ha. Coi ta thì tiếp cái gì chưa? Cái nhà coi tay đi về thôi. Dạ, về nấu cơm cho ba chứ sao, hoài ăn coi tay. À, coi tay đi về nấu nấu đồ ăn cho ba. Đây, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay má khoai tây sẽ nấu bún riêu tôm cho ba khoai tây ăn. Ở bên này thì chỉ có tôm đông đá thôi chứ đâu có tôm tươi đâu. Đây là tôm đỏ của Nam Mỹ, nhập khẩu từ Venezuela nè. Giờ sẽ làm bún riêu tôm. Đây, ok, tôm sau khi mà rửa sạch xong là bắt đầu mình lật đầu với lại bóc vỏ ha. Ok, đây xong. Vỏ tôm với lại đầu tôm mình sẽ lấy nấu làm nước lèo ha. Còn thịt tôm á, lấy cái chỉ đen ra rồi sau đó là mình sẽ bầm làm riêu. Tôi sẽ xay vỏ tôm với lại đầu tôm để cho nước nó ngọt. Okay, tôm sau khi mà rửa sạch, bỏ chỉ đen, mình bầm ha. Ok, thì mình bầm xong rồi, xong mình sẽ trộn với lại. Ok, tôm băm nhuyễn mình bỏ vô thịt heo xay nè. Ít đường, xíu bột ngọt và trộn lên. Bắt đầu trộn lên. À, đấy. Đây là riêu tôm đã làm xong nè. Đây coi thử đậu phụ, đậu khuôn của đất làm như thế nào. Đây, hai miếng, thôi chắc là chiên một miếng thôi. Mà nhìn ra không biết ngon hay không nữa. Cắt chiên miếng thôi. Ok, bây giờ là chiên đậu phụ nè. Đậu phụ mua ở siêu thị Đức á, không biết nó ngon hay không nè. À, coi tay bây giờ hả, quen với lại cái không khí buồn tẻ bên Đức lại rồi, cho nên thành ra là cũng chịu nằm chơi một mình á, mặc dù á là không có một mình hẳn, phải nhìn thấy má mới được, nhưng mà cũng đã chịu nằm chơi khi mà má làm đồ ăn rồi cũng được. Đậu phụ nè. Đây là nước lèo. Sau khi xay tôm xong bắt đầu cái mình có thể lọc lấy cái bã, còn lấy cái nước thôi, mình lấy nước mình nấu nước lèo cho nó ngọt nước và đổ cái sốt cà chua này vô. Để lên màu ha. Tay nước sôi lên mình bỏ
đậu khuôn vô này đây. À, đấy. Đây là riêu tôm đã làm xong nè. Nước lèo lèo sôi lên bắt đầu mình bỏ riêu tôm vô. Sau khi mà đã bỏ riêu vô xong rồi, bây giờ mình chờ nó sôi lên ha. Đây, riêu chín rồi. Bỏ cà chua vô. Đây là bún riêu tôm. Ok, bún riêu đã nấu xong 2 tô nè, 1 tô cho ba khoai tây và 1 tô cho má khoai tây nè. Còn đây là cháo nấu với lại lê dành cho khoai tây, sau đó là ăn tráng miệng với lại xoài nè. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn bún riêu tôm của ba khoai tây và má khoai tây nha. Xin chào tất cả mọi người. Khoai tây chào mọi người đi con. Khoai tây chào ông bà chú bác cô dì ơi. Này. Hôm nay ba khoai tây sẽ ăn bún riêu tôm. Đây, không có huyết với lại những cái thứ mà như là mắm tôm đâu. Tại vì do bên này không có mua được mấy cái thứ đó, với lại ba khoai tây cũng không ăn được mắm tôm, huyết không thì không mua được. Xin mời tất cả mọi người cùng ba khoai tây và má khoai tây thưởng thức bún riêu tôm do má khoai tây nấu nha. Xin mời mọi người. Còn đây là cháo của khoai tây. Ok, hôm nay khoai tây nhận được cái ghế ăn dặm của bạn má khoai tây tặng nè. Cháo của khoai tây nè. Hôm nay khoai tây ăn với lại lê nha con nha. Thành ra cho nên là sẽ có màu trắng con. Cho nên thành ra bây giờ khoai tây là tự ngồi rồi nè, thoải mái hơn. Ok. Khoai tây ăn. Yeah. This is. Yeah. No, it's Swiss. Yes, tiên ăn cái này nên là cái vị hơi lạ, lần đầu tiên ăn lê cái vị hơi lạ cho nên thành ra là phải thử trước, phải thưởng thức nè rồi xong bắt đầu mới ăn đó chứ. Có thể ăn giỏi mà phải không? Sao con ăn đi, sao hôm nay bà ta không ăn hay sao? Đây là con. Ở bên này là khó có tìm được cua cho nên thành ra là không có nấu uống được cua. Thôi ăn đi là xong chơi. Phải tay làm rớt rồi chơi. Phải tay ơi. Này con ăn đi con. Nói giỡn ngay. Nè phải tay quay qua nè. Quay qua bên này. Quay qua bên này nè. Quay qua bên này để ăn nè con. Đó. Khoai tây quay qua bên này nè, không quay qua bên kia. Bây giờ phải tập cho khoai tây lần đó là ngồi ăn đấy đấy con. Ngồi ăn ha con ha. Ngồi ăn chung với gia đình nè. Mình có bữa cơm gia đình ha. Ha con nha. Đấy. Khoai tây ăn giỏi nè, đó thấy không ba.
ba ăn giỏi, khoai tây cũng ăn giỏi ha, thi đua ăn với là ba khoai tây này cút ra trái. Tôm này cũng ngon lắm, tôm này đông rá nhưng mà thấy rã đông xong thấy nó cũng còn tươi. À, cái đầu của nó không có bị lúng lúc la lúc lắc, vẫn còn dính dính tốt nên là thấy cũng tươi. Mà mà bên này thì chỉ có tôm đông đá thôi chứ khó mà kiếm được tôm tươi lắm, không đâu có giống như ở Việt Nam đâu, muốn ăn cái gì cũng ngon tươi rói. Sẽ cút ha. Hôm nay ba khoai tây lại làm việc ở nhà tiếp. Tại vì không phải lúc nào cũng làm việc ở nhà, nhưng mà do là lại có vấn đề về cái phần mềm nữa cho nên là ở nhà chạy cho nó, phải ráng viết cho nó chạy cho nó chính xác đó. Ok, ăn không nè con ơi. Kể tiếp cho các anh chị cô chú bác hả nghe cái thời gian mà có bầu khoai tây. Khi mà có bầu khoai tây là rất là vui mừng, vui lắm. Cái sau khi mà lần đầu tiên đi khám thai đó thì bác sĩ xác định là có một em bé đầu phôi thai như vậy rồi. Xong bắt đầu là từ đó trở đi là bắt đầu mình đi khám định kỳ, thì cứ 3 tuần đi khám một lần. Cái lần thứ nhất là đi một mình rồi phơm, xong bắt đầu cái qua cái lần thứ hai là ba khoai tây đưa đi. Khi mà tới phòng khám một cái thì có cái dòng chữ là chỉ có phụ nữ thôi, còn những người mà không có phận sự như đàn ông gọi là không có miệng, không có được vô. Xong cho nên ba khoai tây đấy vậy, ba khoai tây đứng ở ngoài chờ thầy má khoai tây vô khám một mình. Mà thực ra luôn là tiếng Đức của má khoai tây cũng hạn chế lắm, cho nên thành ra là không có hiểu hết được những cái gì mà bác sĩ nói. Bởi vậy cho nên thành ra là mình có một cái mẹo là mình thu âm lại, mở sẵn thu âm xong cái bỏ trong cái giỏ rồi xong cứ xách cái giỏ theo vậy đó, rồi bác sĩ nói gì thì mình thu âm lại, miễn là thực ra luôn á, cái việc này là nó không có đúng. Nhưng mà thực ra là chủ yếu là thu âm lại để về cho ba khoai tây nghe, để cho ba khoai tây hiểu hết. Rồi sau đó là mình xóa cái thu âm nó đi, tại vì nhiều khi là mình thu âm mà như vậy mà không có được xin phép, không xin phép người khác đó là cũng là hình như là không có hợp pháp hay sao ấy con. Đau không ha. Cho nên thành ra là cũng thu âm về xong nghe lại xong cái mình cũng xóa thôi, chứ mình cũng không có giữ, tại vì cái đó là nó cũng không có hợp pháp nếu mà người ta không đồng ý. Nhưng mà bởi vì cái lúc đó là tiếng kém quá sợ, mình nghe mình không hiểu hết được. Rồi lúc đó là nhỡ may có cái gì quan trọng là về con của mình á thì mình không biết thì sao. Mà trong khi đó cái bác sĩ khám thai cho má khoai tây á lại cổ lại không nói tiếng Anh được, cho nên thành ra là mình đã nhiều lần mình nhờ cổ nói tiếng Anh rồi nhưng mà cổ không có nói tiếng Anh được, tại vì cô bác sĩ này cũng lớn tuổi rồi. Cô lớn tuổi rồi, cái lúc mà để khoai tây xong quay lại tái khám là cô đã về hưu rồi, không thấy cô nữa. Cho nên thành ra là cô không phải là người ta không biết tiếng Anh, mà cô thứ nhất là cô lớn tuổi, thứ hai là sau một thời gian rất là dài không có sử dụng tiếng Anh là nó quên. Tại vì toàn là người ta đi vô khám nói tiếng Đức không á, cô đâu có phải nói tiếng Anh đâu, cho nên là đâu có sử dụng. Cho nên cô không có nói được tiếng Anh. Cho nên là bắt buộc mình phải dùng cái chiêu là lén thu âm thôi, chứ cũng không có muốn. Rồi sau khi mà khám xong rồi bác sĩ nói em bé là bao nhiêu ngày tuổi hay là nặng bao nhiêu, dài bao nhiêu đồ là có ghi ở trong sổ khám của mẹ bầu hết.
nó ăn đi con. Đây. Thì bác sĩ cũng nói là cái mày vẫn còn có cái khối u đó, cái khối u là được phát hiện là trước khi có bầu, nhưng mà phát hiện xong là có bầu luôn, cho nên không kịp làm gì, cho nên khối u vẫn còn nằm đó. Và bác sĩ nói là bởi vì mày có khối u cho nên là phải thường xuyên theo dõi coi thử cái u nang đó nó có làm ảnh hưởng tới em bé hay không, coi thử cái u nang đó nó có phát triển to hơn nữa hay không. Tại vì là nếu mà nó bự, càng ngày càng bự, rồi xong nó trong khi đó em bé cũng ngày ngày càng bự, nó sẽ chèn em bé, có thể là làm ảnh hưởng tới xương sống của em bé nữa. Rất là quan trọng. Đây. Rồi xong bắt đầu mà cổ, nói chung là người ta có rất là nhiều bệnh nhân cho nên người ta hiểu được. Cổ nói nhiều lắm thì cổ rút cuộc có sợ mình không hiểu thì cổ lại chốt lại cái là em bé ok. Thật ra luôn, tất cả các bà mẹ có bầu đi khám thai đều muốn nghe cái câu là em bé ok, em bé ổn, em bé tốt, chỉ muốn câu nghe câu đó thôi, còn mấy cái kia nhiều khi với là người ta tâm sự. Đấy. Rồi sau đó bắt đầu cái đi ra cũng thông báo lại ông chồng vậy. Thì ba Khoai Tây mới nói là lần tới chắc là đi một mình, chứ bây giờ anh đi chung anh cũng không có giúp được gì. Đấy. Đấy. Cho nên là những cái lần khám thai tiếp theo là má Khoai Tây đi một mình. Và cũng cứ re lén ghi âm vậy để về cho ba Khoai Tây nghe lại, để cho ba Khoai Tây nắm có cái gì. Thật ra má Khoai Tây cũng hiểu, nhưng mà mình sợ mình là mình hiểu lầm, hoặc là mình hiểu bỏ sót một cái gì đó, hoặc là cổ kêu là mình đi tới bác sĩ này bác sĩ kia nữa, cho nên là phải cho ba Khoai Tây nghe để cho nó chính xác 100%. Rồi bắt đầu tới tháng thứ tư á, cái trong quá trình mang thai Khoai Tây á là cứ nói là không biết là em bé trai hay bé gái. Má Khoai Tây thì em bé trai bé gái gì cũng được, nhưng ba Khoai Tây thích là bé gái. Ba Khoai Tây rất thích có hai cô con gái, cho nên ổng phải nhất quyết là không con gái. Xong cái lâu lâu má Khoai Tây nói chứ nhỏ mày con trai thì sao anh, ổng không con gái. Rồi mà bác sĩ khám thai định kỳ của mình à, có không ăn nữa hay sao? Con ăn nữa không? À, ăn nữa không nè, má đút nè. À, con không ăn nữa ha, sai rồi. Ăn quá trời nhiều nè, thử lại ăn thêm lần nữa. Cô không có nói là giới tính em bé là gì hết. Thì tới cái tháng thứ tư á, là cô cho một cái tờ giấy đi tới bác sĩ khác. Thì bác sĩ này là họ chuyên sâu hơn, không biết là tại sao cuộc bác sĩ này là khám nhiều bệnh nhân hơn, chứ không có phải là một bà bầu không. Rồi cũng tới đó thì cũng khám rồi, cũng coi đồ này nọ, thì bắt đầu cái bác sĩ đó mới nói là bé gái, nhưng mà thật là tệ, má Khoai Tây không, lúc đó không có hiểu là bác sĩ nói bé gái đâu, tại vì cái lúc đó là mình không hiểu. Xong cái chị thấy là ba Khoai Tây bắt đầu ổng cười lớn lên, xong cái dỗ dai má Khoai Tây cười rất là giỏi. Má Khoai Tây không hiểu là tại sao ba Khoai Tây lại nói vậy. Cái sau khi mà khám ra xong rồi, cái ba Khoai Tây mới nói là bác sĩ nói là con gái. Cô chắc à, hàng chi hồi nãy ổng mừng quá trời. À, thôi, má không cho con ăn nữa. À, con no rồi. Má gì mà ép người ta ăn, người ta ói bây giờ đó. Thì cũng cái lúc đó luôn là bác sĩ có nói, tại vì lúc đó là đi với lại ba Khoai Tây cho nên ba Khoai Tây hiểu hết. Bác sĩ có nói là má Khoai Tây bị nha thai tiền đạo. Mà lúc đó thì hai vợ chồng không hiểu nha thai tiền đạo là gì. Nhưng mà lúc đó thì má Khoai Tây không nghe được cái từ đó, bởi cái từ đó chuyên ngành, má Khoai Tây không hiểu cái từ đó là từ gì luôn. Xong bắt đầu nó kéo dài tới tháng thứ 6 thì bác sĩ à, đây má âm con âm. Đây
đến tháng thứ 6 thì cô bác sĩ thai nhi á thì cổ lại nói là mày bị dị nhân thai tiền đạo cho nên là bắt buộc phải đi vô trong bệnh viện kiểm tra. Và cái vụ mà vô cái bệnh viện kiểm tra là cứ 3 tuần một lần vô bệnh viện, vậy tính ra là 3 tuần một lần đi khám thai, 3 tuần một lần vô bệnh viện để cho người ta khám coi theo dõi cái nhau thai tiền đạo với là cái u nang luôn thể. Rồi tới 6 tháng rưỡi á thì bắt đầu bác sĩ thai nhi lại thông báo là bị bị gì quên rồi. Bị tiểu đường thai kỳ. Vậy là cứ 2 tuần một lần đi vô bác sĩ tiểu đường. Đó cái rồi mà trong cái thời dịch nữa cho nên mỗi lần mà vô bệnh viện á, là mỗi lần phải đi test Covid. Vậy là cứ 1 tháng á, là phải đi 5-6 lần, lần như vậy đó. Mà ba khoai tây bận đi làm mà đâu có thể nào mà đi theo kịp mình được. Mà mình tiến tức á, thì lại không tốt. Mà đi thế đó nổi mà bây giờ là mấy bác sĩ mà nói về mấy cái vụ đó là nghe hiểu hết, tại vì nghe thét nó quen luôn á, cho nên trời lúc đó là đi gì đi khám tùm lum hết á, rồi bị cái này bị kia, trời ơi lo lắng sợ lắm, sợ khoai tây có chuyện gì không mà thấy cái vụ mà nhau thai tiền đạo là bác sĩ cực kỳ dặn dò, bác sĩ thai nhi, bác sĩ ở trong bệnh viện đều dặn dò là hễ ra bất kỳ một xí máu nào là lập tức vô bệnh viện cấp cứu liền, không có để lâu, bởi vì đó là trường hợp rất là nguy hiểm. Rồi bác sĩ ở trong bệnh viện cũng khẳng định luôn là chỉ chờ qua tới tuần 37 là lúc đó là lúc đó là hết để non á, là lập tức cho mổ liền, tại vì không thể nào mà để lâu được cái trường hợp nhau thai tiền đạo này, nó rất là nguy hiểm. Ra máu một cái là nó ào ra luôn thì em bé sẽ ra luôn, có thể em bé sẽ tử vong. Rồi còn cái u nang á thì bác sĩ nói là cô rất là may mắn, bởi vì cái u nang á nó cuộn tròn lại và nó hình tròn, và mỗi khi mà em bé lớn lên, cái bầu lớn lên thì cái u nang nó lại dạt ra xa, nó không có chèn em bé, cho nên thành ra rất là may mắn trong cái chuyện này. Và đồng thời nữa là cái u nang nó không có, nó chỉ bự hơn con xí thôi, nhưng mà cái u nang của má khoai tây rất là bự, đường kính nó tới 10 cm, lẫn nó bằng một quả cam. Bác sĩ còn nói cái u nang của mày nó như vậy nè, bự như vậy luôn ấy. Thì ban đầu là bác sĩ thai nhi nói là có thể sẽ mổ khi mà thai tới tháng thứ 6 nếu mà nó có ảnh hưởng gì sâu đến em bé. Nhưng mà cứ 3 tuần một lần vô bệnh viện thì bác sĩ theo dõi đều, bác sĩ nói là khi nào mà mày cảm thấy đau mà trên 1 tiếng đồng hồ thì phải nhập viện liền để cho tụi tao mổ cái u nang ra. Còn hiện tại cái u nang thì nó vẫn dẹp qua một bên, nó không ảnh hưởng tới em bé cho nên là vẫn giữ. Chờ cho đến khi nào mà mổ lấy con thì mổ lấy cái u nang ra luôn. Lúc đó là nói chung là thai khoai tây thôi mà tới 3 vấn đề, mà vấn đề nào nó cũng rất là mệt mỏi nghiêm trọng. Cho nên thành ra lúc đó là nói chung là cấp bầu mà tinh thần cũng căng thẳng lắm, sợ có chuyện gì không, mà nhưng mà cũng ráng vui lên để cho con mình sau này được vui vẻ như vậy. Hai khoai tây ha. Đấy. Cái bầu khoai tây mà cũng người ta có một cái hai cái rồi, còn mình hả quá trời tới 3 cái chung một lượt luôn. Cho nên thành ra là cũng rất là sợ. Lúc đó nhiều khi hả về thấy về nhà thấy ba khoai tây á, ổng ngồi ổng giống chơi game trên máy tính, nhiều khi mình quạo luôn, tại mình lo mà ổng bình thản thì nhiều khi, nhưng mà ổng nói không sao, bác sĩ người ta đang theo dõi mà, có chuyện gì là người ta sẽ thông báo liền. Lo nhưng mà mình vẫn rất là lo kiểu như vậy. Rồi đã gì hả, lúc đó hả còn bác sĩ còn hối là đi tiêm vaccine Covid nữa, kêu là lúc đó là má khoai tây đã tiêm được 2 mũi rồi, rồi xong sau đó có bầu khoai tây định là không tiêm nữa, mà bác sĩ cứ nói là phải đi tiêm đi cho đủ 3 mũi cho nó an toàn. Thì nói là chẳng thà đi tiêm thì mình bị một xí thôi, nó sẽ không có tệ bằng cái vụ mà mình đang có bầu mà bị dương tính thì nó càng tệ hơn. Cho nên cũng hả, khi mà khoai tây được 10,
13 hay 14 tuần đó, là bắt đầu đi tiêm mũi thứ ba. Nói chung đi tiêm mũi thứ ba về. Dạ. Đi tiêm mũi thứ ba về là bắt đầu ráng nấu một nồi bún bò Huế ăn. Tại lúc đó thèm quá. Ăn xong rồi nó bắt đầu cay, nó cho ra hết, ói ra hết trơn luôn. Thì lúc đó thì không có nghĩ là mình bị ngán tại ba má. Tại má khoai tây không hề bị ngán ăn, chỉ ngán ngủ thôi. Mà bị ói ra hết thì mới biết là có thể là do tiêm vaccine Covid nó bị như vậy. Ba khoai tây ôm khoai tây cái để cho má khoai tây ăn. Giờ tới phim má khoai tây ăn hả? Ok, good. Trời ơi, nấu có một ít nước lèo thôi mà hả, tới mấy con tôm luôn, nước rất ngọt, rất là ngon luôn. Cho nên ba khoai tây ăn một lèo hết, viết xuống miếng. Ok. Hỏi ba khoai tây ăn nữa không? Đúng rồi. À, tôi muốn xin cái chút phần xin. Dạ, trộm dí là xin khoai tây ra bình an vô sự hai cả hai má con, mẹ chồng con vui, cho nên là cũng mừng. Ok, bây giờ tới phiên má khoai tây ăn ha. Ok, nhưng mà video cũng kết thúc tại đây ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ba khoai tây ăn bún riêu tôm. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Bye bye. Mỗi lần nói bye bye là khoai tây cười vui lắm. Khoai tây kêu bye bye ông bà cô chú bé nè. Bye bye.